dân lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông dân lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai trù phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Bá quan bố chiếc là chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có bên sông ngồi đất bồi, ông ấy dẫu tình rằng cô cả cô hai nay đây ơi, anh cả anh hai nay đây ơi. Giọng mình còn tốt hết đấy. Cực lòng anh lắm nàng ơi. Rồi. Này. Biết rằng lên ngược xuống xuôi nhớ nhàng. Đấy, cái giọng này thế được không? Sắp tới đang luyện để thi văn công của huyện đấy. Vâng, lấy ông mấy chục năm nay rồi, có bao giờ tôi nghe thấy cái chữ nhớ nàng bao giờ đâu. Chả biết là hát như này là vóng lên để cho anh nghe không biết. Tại bóng gió rồi. Mà này, thế. Mình này, mình ngồi ngoài này là bị lạnh rồi. Thôi đi vào trong nhà ngủ đi. Người nó khó chịu quá ạ. Không sao đâu. Thôi chết rồi, hâm hấp rồi. Ôi hâm hấp rồi, thôi đi vào trong nhà. Nhanh đi vào trong nhà. Sờ vào đây sao nào, sao nó có nóng không? Khổ quá. Đây nóng mà lại khổ quá, cứ làm nũng. Đã nói là đi vào trong nhà. Thế à? Xoa nóng dầu rồi. Cho, mình bị lạnh rồi đấy. Hôm nay mình nóng là tự dưng rồi hết tiêm viêm cánh. Vợ mình ngồi không biết mua gì. Đấy, em đã bảo rồi, mình đang bị lạnh. Bây giờ nghe em đi vào trong nhà. Em xem nào, em pha một cái cốc nước gừng ấm này, hoặc là em sẽ nấu cho mình ít cháo tía tô để mình ăn này, để cho mình nó nóng trong người này, nó đỡ bị lạnh, chứ không ai ốm là không ai giúp được việc đâu. Không sao đâu, gâm tôi khỏe như voi thì vấn đề gì đâu mà bà cứ lo. Này Mình ơi. Ơi thế sao bao nhiêu bận cái cô Trinh cô ấy sang, cô bảo là sửa nồi cơm điện rồi là bóng đèn cháy các thứ, sao mình nhiệt tình thế? Thế bây giờ vợ chăm sóc yêu thương mà mình lại không vào là như thế nào? Trời đất thế kìa. À? Chuyện họ lại sọ sang chuyện kia. Bây giờ nghe không? Có cái thân tôi này. Cứ mà không việc gì người gặp người ảnh hưởng như đâu. Không việc gì nhưng mà người ta thấy người nó hâm mấp rồi, chứ không phải là không việc gì. Bây giờ mai ốm thì là khổ vợ khổ con chứ còn gì nữa. Thế bây giờ mình có vào không? Thôi bây giờ thì cho tôi... ăn cháo gì? Ăn cháo tía tô với trứng gà. Cháo tía tô rồi. Thân ơi! Dạ. Thân đâu rồi? Dạ. Lên đây mày nhờ. Ngược lắm cơ. Mày bảo nhá, bây giờ con ra vườn nhà mình ấy, hái cho mẹ một nắm tía tô nhá. Vâng. Biết lá tía tô không? Dạ biết à. Ừ. Bà ra chuồng gà lấy hai quả trứng con so nhỏ nhỏ này thôi. Mẹ nấu bát cháo cho bố ăn, giải cảm. Nhanh lên. Vâng. Nào. Thôi. Thì vào. Đi vào. Đây, tay đây. Không phải rác cơm mà bình thường thôi. Nắm tay anh thật chặt. Nắm tay anh thật chặt. Cái sự tuổi này mà thật nắm lâu. Thật chặt là có khi là chết ngạt. Bây giờ chết ngạt thì cái mùi viêm cánh ấy. Nấy lùa bà. Úi dồi ôi. Đuổi cũng còn bỏ thuần. Ăn như lợn. Hả? Bao nhiêu quả cho đủ. Hả? Ui, thân. Này. Gì? Đi đâu mà mặt mũi ỉu xìu đi cơ? Hả? Đi chơi lại không rủ bạn đúng không? Đi đâu không hỏi làm cái gì? Nhìn cái mặt này lại thất tính nhỉ? Nhìn biết ngay. Mà bây giờ không yêu em này thì yêu em khác. Có cái gì đâu? Yêu đường cái gì? Yêu ai mà yêu? Ngày yêu với giả đường. Thì tóm lại là có chuyện gì mà mặt mũi ông ỉu xìu kia? Hả? Hôm qua hái cái rau là tía tô ấy, xong rồi hái không đúng cách, về bị mẹ chửi ở trận vãng hết cả đầu. Hái cũng mỗi cái lá tía tô thôi mà cũng không đúng cách, đúng là
Thế tóm lại là bây giờ ông đang cần hai lá tía tô đúng cách đúng không? Ừ, đúng rồi. Bây giờ nhá, tôi sẽ chỉ cho ông. Đâu? Như nào? Nói nói nghe. Bây giờ nhá, chỉ cần sang trang trại nhà anh Dũng, đẩy sang đi chỉ cho, có thế thôi mà không biết. Ừ nhỉ. Làng mình là có anh Dũng, kỹ thuật. Tí mà không biết, tí không biết đấy. Tôi đi luôn này. Anh ấy là kỹ sư. Tôi đi, đi. Quên. Đúng là cái thằng. Nó không biết thì để cho người ta thương, dở dở gương kiểu này chỉ để cho người ta ghét. Đúng rồi. Đi quên. Bố oánh chết. Đây thân ơi. Dạ. Tía tô của em đây, cầm về cho mẹ nhá. Em xin nhá. Hôm qua bố em bị cảm lạnh và xong hát xì ấy, thì em cho một ít vào trong cháo. Sáng dậy bố khỏe phừng phừng như chưa hề chuyện gì xảy ra luôn. Ôi dồi ôi, công dụng tốt thật anh ạ. Ừ, đúng rồi, là tía tô này ấy, nhiều công dụng lắm. Ô, thế ngoài cho vào trong cháo ra thì có thể làm được những gì khác ạ? Là tía tô này nhá, ngoài việc cho vào trong cháo ra để ăn giải cảm ấy, thì mình có thể làm một loại rau gia vị kết hợp với những món ăn như là bún đậu mắm tôm này, bún riêu, bún chả, cá hồi, ốc chuối đậu nữa, rất là tuyệt vời. Nhưng mà nhá, đặc biệt một cái món quan trọng hơn đây này, đó chính là hãm để làm nước tía tô. Uống ấy là rất tốt cho sức khỏe này, thanh nhiệt giải độc, làm sạch họng sạch gan luôn đấy. Ờ, thế có phải cái nước màu hồng đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Thế em thấy mẹ em pha em uống đấy. Mà anh Dũng ơi, cái rau tía tô này trồng với cả thu hoạch như nào anh? Hôm trước em hái mỗi ngọn, xong về bị mẹ mắng một trận, buồn không chịu được. Giờ anh hướng dẫn cho em lại được không ạ? Được rồi, anh sẽ hướng dẫn cho em. Tía tô ấy là cây dễ sinh trưởng và phát triển, nên mà sau khi trồng được khoảng 40 ngày thì sẽ là thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch. Còn nếu mà mới hơn 20 ngày ấy, thì cây vẫn còn non thật. Em sẽ nhớ con số 40 ngày để lần sau lập công chuộc tội với cả mẹ. Em nhớ là đừng có quên đấy nhá. Chứ lại như lần trước ấy, chỉ hái mỗi ngọn non, vật là tía tô không ấy, như thế là sai kỹ thuật đấy. Thì em cứ tiện tay hái thôi, em biết kỹ thuật gì đâu. Nếu em biết ý, đã không bị mẹ mắng rồi. Thế em phải nhớ thêm một điều này nữa, là sau khi thu hoạch đợt đầu ấy, thì nhớ phải cắt chừa gốc tía tô lại 10 phân, sau đó tiếp tục chăm sóc để cho cây phát triển. Khoảng 10 đến 15 ngày sau thu hoạch đợt tiếp theo là được. Giá mà anh nói sớm cho em biết thì phải tốt không? Thì nghề của anh mà, yêu cầu phải biết những cái đó. Không biết ấy, thì anh đã ở nhà chăn gà cho mẹ, chứ đâu dám đi phổ biến kiến thức nông nghiệp cho bà con. Thế sau khi thu hoạch thì có phải chăm sóc đặc biệt gì không anh? Với cây tía tô ấy, thường thì cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Sau mỗi đợt thu hoạch, em chỉ cần tiến hành làm cỏ và bón phân cho cây là được rồi. Vâng, nếu để ý một chút thì cũng không quá khó anh nhỉ. Để em về chuộc lỗi với mẹ vậy. Ừ, sai đâu thì cứ sửa đấy. Mà nhớ nhá, là những cái bước anh đã hướng dẫn ý, về phải áp dụng đúng vào, chứ sai một ly để đi một dặm đấy. Được rồi, cầm về cho mẹ nhá. Em xin ạ, tôi em mang về cho mẹ đây. Tạm biệt anh. Ừ. Này, tía tô đây. Úi trời ơi, nói chung là cảm ơn ông rất nhiều. Không có gì. Đúng là một người bạn tốt hơn 100.000 người bạn tốt. Không có gì cả. Không biết đâu, tôi nói cho ông biết chưa. Riêng nhá, cái lá tía tô non này nhá, mà ăn với chuối đậu nhá, thì cũng phải ngọt ngon thôi rồi luôn. Ông biết không? Biết. Thấy không, lá non nhá, nó ngon như thế này cơ mà. Với cả là gì, với cả là nhá, tôi bảo này, ở cái làng mình ấy, bây giờ nhá, bà con là đang rất hay ăn cái lá tía tô non này. Này, tôi bảo, ông có muốn làm giàu không? Có. Muốn làm giàu à? Có. Thì bây giờ nhá, ông ra cái vườn vừa nãy ông hái cho tôi, ông vặt cả vườn luôn. Đấy, ông mang ra chợ cho tôi, đảm bảo với ông nhá, chỉ ông mang ra chỉ có 2 phút đồng hồ thôi nhá, là người dân nhá, người ta mua ồ ạt luôn. Đấy, cái gì? Vì người ta là rất thích ăn cái lá tía tô non này. Đấy, cái lá tía tô non này ăn nó rất là bổ, với cả nấu với cả canh chuối đậu ấy nó rất là ngon. Đấy, vì làng ta là bắt đầu vào mùa rồi, cho nên là nấu canh chuối đậu với cả lá tía tô non này thì phải gọi là tuyệt vời luôn. Đấy. Được không? Để đi hái luôn. À, từ. Này, tôi bảo nếu mà ông hái xong nhá, ông mang ra chợ bán nhá, ông nhớ là phải chia phần trăm cho tôi đấy. Ô, sao lại thế? Thì tôi là người cung cấp ý kiến cho ông mà, đúng không? Ông cứ bán tươi tươi lên một tí là trời ơi, kiểu gì chả lãi. Cũng có ý đúng. Đấy. Từ thì vào hái luôn nhá. Vào hái luôn. Này, phang cả vườn luôn. Ok. Nha. Ok. Nha. Ok.